Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 và 5 tháng đầu năm. Theo đó CPI tháng 5 giảm nhẹ so với tháng trước, bình quân 5 tháng đầu năm CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2019. CPI cả nước tháng 5 năm 2020 giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 4,39% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm do chính phủ triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do Covid-19, điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giảm lãi suất điều hành và thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt. Lạm phát cơ bản tháng 5 năm 2020 giảm 0,03% so với tháng trước, lạm phát cơ bản 5 tháng đầu năm tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước, biến động giá chủ yếu do các yếu tố phi tiền tệ như giá lương thực thực phẩm, giá một số dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước.